xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay kể từ khi nga mở kế hoạch quân sự toàn diện nhiều lính quân sự nước ngoài đã sang ukraine chiến đấu bên phía kiev họ tự gọi mình là những con nhộng hoang và đôi khi là những chiến binh may mắn những người lính tư nhân nước ngoài bắt đầu nghĩ rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền và nghỉ xả hơi chỉ bằng cách bắn vào đối phương nhưng đối với nhiều người thiên đường hóa ra lại là một địa ngục vì hầu hết những tay súng đánh thuê này đã mất mạng trên chiến trường hoặc bị tàn tật. Để cảnh báo sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào cuộc xung đột với Ukraine, quân đội Nga tập trung vào mọi hỏa lực để loại bỏ ngay lập tức các tay súng đánh thuê khi họ vừa đặt chân đến đất nước này. Những người ở lại và ký hợp đồng đang ở trong địa ngục thực sự. Họ phải đối mặt với sự thù địch từ quân đội Nga, sự chậm trễ trả lương, sự bảo đảm cuộc sống tối thiểu, điều kiện chiến đấu hết sức khắc nghiệt. Thêm nữa, bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã bố trí lính quân sự tư nhân ở những khu vực khủng khiếp nhất của mặt trận và chỉ cần sống trở về từ chiến trường, họ thực sự đã là người chiến thắng trong trò chơi cò quay Nga hiện đại. Một trò chơi tạm dịch là Russian Roulette với 5 viên đạn và chỉ một ô trống. Sau gần 2 năm xung đột, số lượng những lính đánh thuê kiểu ngỗng hoang đang giảm đi một cách nhanh chóng do họ đã biến thành những chiến binh đen đuổi khi đối đầu với Nga. Theo các nhà quan sát, do số người sẵn sàng chơi trò Russian Roulette giảm nhanh chóng, nên giờ chỉ còn nhóm thứ hai đang hiện diện trên các mặt trận, nhưng số lượng cũng không còn nhiều. Trước đó, chia sẻ với hãng tin CNN hôm 19 tháng 11, Trung úy quân đội Ukraine Dmitry Kotyuk cho hay nhiều lính tư nhân nước ngoài được Kiev tuyển dụng đã sớm bỏ trốn sau khi trải qua thực tế khủng khiếp ở vùng xung đột. Trước đó, Moscow cáo buộc Kiev sử dụng các tay xung tư nhân nước ngoài làm bia đỡ đạn để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Theo Trung úy Kotyuk, Trung đội của ông được triển khai cách vùng giao tranh ác liệt Bắc Mút không xa và đang bị thiếu nhân lực nên được bổ sung 12 lính đánh thuê nước ngoài. Cũng theo ông Cố Thiếu, không giống như công dân Ukraine, người nước ngoài được tự do chấm dứt hợp đồng với quân đội. Ông cho biết thêm, sau khi chứng kiến giao tranh ác liệt, gần 1 phần 2 lính quân sự nước ngoài đã nói Không, thật quá đáng, đây không phải là loại chiến đấu mà chúng tôi đã đăng ký. Ông Cố Thiếu cũng chỉ trích chiến dịch huy động quân sự của chính phủ Ukraine đã tạo ra những người lính không muốn chiến đấu. Trong khi đó, quân đội Nga nhiều lần cảnh báo lính quân sự tư nhân nước ngoài do Ukraine tuyển dụng bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Phía Nga đã nhiều lần tấn công bằng tên lửa tầm xa nhắm vào các trại huấn luyện lính tư nhân của Ukraine. Moscow ước tính, kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, hơn 11.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine và gần 5.000 người trong số này đã trốn khỏi Ukraine sau khi chứng kiến các quân đội và chính quyền địa phương đối xử với họ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến tháng 7, số lượng lính tư nhân nước ngoài trong quân đội Ukraine chỉ còn hơn 2.000 người. Là cầu nối quan trọng giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải, Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng cho vận tải biển và cung cấp năng lượng toàn cầu. Khoảng 40% thương mại quốc tế đi qua eo biển 3F Mandeb hay Cổng Nước Mắt, một tuyến đường thủy hẹp ngăn cách bán đảo Ả Rập với vùng sừng châu Phi. Nhà nghiên cứu Kevin tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu cho biết, đây là thời điểm khá nguy hiểm cho ổn định của khu vực chiến lược này ông Fabian Hills tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh bổ sung, Houthi có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát và leo thang sau vụ nổ ngày 17 tháng 10 tại một bệnh viện ở Gaza khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, các lãnh đạo Houthi khẳng định Israel là mục tiêu của họ. Phát ngôn viên quân sự của Houthi cho biết lực lượng này muốn ngăn chặn cho các tàu Israel di chuyển trên biển đỏ cho đến khi hành động gây hấn của Israel chống lại những người anh em kiên định của chúng tôi ở giải Gaza dừng lại. Hầu thi mô tả các cuộc tấn công gần đây của lực lượng là chiến dịch đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza sống dưới bao vây và bắn phá của Israel. Nhà nghiên cứu Joe Gulaszki tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, Israel cho biết chiến dịch đó đã biến hầu thi từ một lực lượng địa phương và khu vực thành lực lượng có tác động toàn cầu. Ông Gulaszki nói: "Cuối cùng, điều họ thực sự muốn là quyền lợi lớn hơn ở Yemen và họ có thể thực hiện điều đó thông qua việc trở thành một vấn đề toàn cầu." Vào tháng 11, lực lượng này cướp một tàu thương mại Galaxy Leader có liên quan đến Israel và bắt thủy thủ đoàn làm con tin. Vụ việc xảy ra khi con tàu trên hải trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ. Tàu Galaxy Leader treo cờ Bahamas. 25 thành viên thủy thủ đoàn mang nhiều quốc tịch, bao gồm Bulgaria, Philippines, Mexico và Ukraine, nhưng không có công dân Israel nào trên tàu. Chủ sở hữu Galaxy Leader có liên kết với Ray Kakeris được thành lập bởi Abraham Rami Anger, một trong những người giàu nhất Israel. Ngày 12 tháng 12, lực lượng Houthi xác nhận đã tấn công bằng tên lửa vào một ngày trước đó nhằm vào tàu chở dầu thương mại Strinda trên kèo Naui. Vụ tấn công xảy ra khi tàu Strinda đi qua eo biển 3F Mannef, nằm giữa Yemen và khu vực Đông Bắc Châu Phi dẫn ra Biển Đỏ. May mắn không có người bị thương trong vụ tấn công. Trong khi các tàu di chuyển qua Biển Đỏ được trang bị tốt và có thể tấn công trả đũa, thì các tàu thương mại lại không được như vậy. Ông Higgs đánh giá, Hải quân Mỹ không thể hộ tống mọi tàu dân sự ở Biển Đỏ. Tại cuộc họp báo ngày vừa qua, người phát ngôn của chính phủ Israel, ông Alan Levy, gọi các cuộc tấn công của Houthi là mối đe dọa rõ ràng không chỉ đối với Israel mà còn đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tachi Hanakbi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế Houthi. Ông Hanakbi cảnh báo, nếu thế giới không quan tâm, chúng tôi sẽ hành động. Các nhà phân tích cho rằng căng thẳng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát một cách nhanh chóng. Chuyên gia Frank Memier tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đánh giá về hãng thông tấn AFP hầu thi hoàn toàn khó đoán định và nguy hiểm và các quá trình gây bùng phát chiến tranh luôn không thể đoán trước được. Cho đến nay, lực lượng Houthi đã tấn công mà không chịu sự trả đũa lớn, nhưng nó có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong một diễn biến mới nhất, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15 tháng 12 thông báo, một nhóm Houthi đã tập kích tàu container trên biển đỏ, gây ra hỏa hoạn trên bong và làm phương tiện hư hại. Một quan chức quốc phòng Mỹ thông báo, chúng tôi phát hiện quả đạn được phóng ra từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen nhằm vào tàu hàng, khiến phương tiện bị hư hại. Có thông tin về hỏa hoạn trên tàu. Theo quan chức Mỹ, phương tiện bị tấn công trên biển đỏ là tàu container Azazra, treo cờ Liberia. Con tàu này thuộc sở hữu của hãng vận tải Đức Hapag-Lloyd. Công ty theo dõi thông tin tình báo Ampray có trụ sở tại Anh cho biết tàu Azara đã chịu thiệt hại vật chất sau loạt đợt tập kích từ trên không gần khu vực tây nam Yemen. Quả đạn có thể đã trúng mạn trái của tàu, một container rơi xuống biển, quả đạn làm bùng phát đám trái trên boong tàu, theo công ty Ampray. Hầu thi hiện chưa lên tiếng xác nhận về vụ tập kích tàu hàng này. Các lực lượng Israel liên tục áp dụng chiến thuật dội bom dọc chiều dài 25 dặm 40 km của giải Gaza mà không có dấu hiệu tạm dừng, gây thương vong cho dân thường cũng như hủy diệt hạ tầng cơ sở ở Gaza. Trước hậu quả tàn khốc của việc gia tăng hoạt động quân sự, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật từ chiến dịch tấn công ồ ạt à trên diện rộng sang các hoạt động cường độ thấp hơn, tập trung vào các mục tiêu chính xác nhằm tránh gây thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, Israel vẫn tuyên bố tiếp tục tấn công tổng lực tại Gaza, đẩy xa cách tiếp cận giữa họ và Mỹ Trước những hình ảnh thương tâm ở Gaza khiến Mỹ trong nhiều tuần qua thúc ép Israel làm nhiều hơn để bảo vệ 2,3 triệu dân thường ở Gaza. Tổng thống Joe Biden đã gọi việc ném bom của Israel là bừa bãi và kêu gọi cứu sống dân thường trên giải đất của người Palestine. Tuy nhiên, tới thời điểm này, Israel vẫn từ chối ngừng bắn và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố việc đánh bại Hamas sẽ mất vài tháng. Israel tuyên bố đang tiến hành các bước đi cần thiết để giảm thiểu thương vong cho dân thường, nhưng những gì đã diễn ra trên thực địa mang lại kết quả trái ngược, buộc đồng minh Mỹ phải tạo áp lực. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 14 tháng 12 thăm Israel đã yêu cầu giới chức Israel thay đổi chiến lược ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ dân thường. Đáp lại các quan chức quốc phòng Israel đã thông tin chi tiết về những nỗ lực lớn mà họ đang thực hiện nhằm cố gắng tách dân thường ra khỏi Hamas, cho rằng Hamas đang lấy dân thường làm lá chắn sống. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Channel 12 của Israel, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan cho biết ông đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về thay đổi chiến lược quân sự và gọi cuộc thảo luận là mang tính xây dựng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, rõ ràng một trong những điều mà Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã bàn với giới chức Israel là sự tiến triển trong cuộc xung đột và tìm hiểu Israel muốn đi đến đâu trong cuộc chiến này. Ông đã đề cập khả năng chuyển đổi từ những gì chúng ta gọi là các hoạt động cường độ cao như những gì đang diễn ra sang các hoạt động cường độ thấp hơn trong tương lai gần. Nhưng tôi không muốn áp đặt thời gian và sự chuyển đổi đó. Điều cuối cùng chúng tôi muốn làm là báo cho Hamas những gì họ có thể phải đối mặt trong những tuần và tháng sắp tới. Về phần mình, Bộ trưởng Nội các Israel Benny cho biết Phía Israel sẽ tiếp tục tham vấn với Mỹ. Tôi nghĩ người Mỹ đang tiến hành một cuộc đối thoại chiến lược và chuyên nghiệp với chúng tôi một cách phù hợp. Họ không cố gắng ra lệnh cho chúng tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi đang ngồi lại với nhau với tư cách là hai đối tác nhìn nhận vấn đề một cách bao quát rộng lớn hơn theo cách có trách nhiệm. Theo giới phân tích, trong bình luận của Bộ trưởng Nội các Israel Benyamin, có hàm ý Mỹ không áp đặt mệnh lệnh cho các hành động của nước này, một dấu hiệu cho thấy khả năng giãn nứt giữa hai đồng minh nếu bất đồng kéo dài. Trong nỗ lực hướng tới một giải pháp cho Gaza, các quan chức Mỹ và Israel cũng thảo luận rất chi tiết về nỗ lực đưa các con tin còn lại ra khỏi Gaza và hai bên có sự đồng thuận rộng rãi bằng tương lai của Gaza sẽ do người Palestine lãnh đạo. Ông Sullivan nhấn mạnh bờ Tây và giải Gaza của người Palestine cần được kết nối dưới một chính quyền Palestine được cải tổ và hồi sinh. Nhà Trắng cho biết các cuộc hội đàm của cố vấn Sullivan tại khu vực cũng tập trung vào việc khôi phục việc ngừng bắn nhân đạo để cho phép thả thêm con tin bị giam giữ ở Gaza và đảm bảo rằng cuộc tấn công của Hamas như biến cố ngày 7 tháng 10 sẽ không bao giờ lặp lại. Trong khi đó, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết một nửa dân số ở Gaza đang chết đói khi Israel mở rộng chiến dịch ở phía nam giải Gaza. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho rằng quốc tế đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người Palestine còn cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền volker mô tả tình hình ở gaza là trên bờ vực sụp đổ kêu gọi các tổ chức quốc tế hành động giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc